Đây cách chục mét đây thì là chỗ này là có chục ngày trước có người mất đây. Những cái gọi là dấu vết giờ vẫn còn này. Ở đây mọi người cũng thắp hương ở đây. Húc vào lan can đây rồi là lao xuống dưới kia kìa. Kinh khủng. Chỗ này bữa trước sạt lở sao hả anh chị? Ừ, sạt lở. Kinh nhỉ. Em ở chỗ bố, bên đây, em ở xa lắm, bây giờ em đang lên ăn lưới chơi đây. Ờ, người Bắc phải không? Đúng rồi. Ở quê chỗ họ thì người Bắc đây. Em á, em ở xa lắm. Mà bây giờ đi như mà vẫn nói to tiếng được đấy. đang lấy lại hơi thở đây. Rồi em cảm ơn chị ạ. Ừ, em mới có hồi bữa. Dạ. Ừ, ngồi đây chơi cái đá rồi. Dạ. Nghe tiếng cây này. À, cuối tuần thì mọi người cũng đến đây chơi đông này. Đấy thì mấy anh em đã tìm được một cái sạp kia để ngồi ăn uống nhậu nhẹt với nhau. Đấy vừa sắm thùng bia đây. Lên có cái đồ trên kia nữa, nhậu. Ủa, nước mát trong thế. Ờ chào mấy đứa. À thế à, chú tên gì? Ờ đúng rồi. À, chú thấy bình thường à? Chú quê A Lưới. À, chào mọi người. Anh ơi, chụp ảnh. Ok, ok. À, đây. Đấy đúng không ạ? Mọi người, cái không khí ở đây nó tuyệt vời làm sao? Suối Alin nhá. Khi mọi người nhậu xong ở đây có thể tắm ở suối đây. Nhưng mà bây giờ mới 4 giờ thôi, nhưng mà xuống tắm bây giờ là lên là sẽ rất lạnh. Đấy. Đấy, đằng xa kia có mấy em vẫn đang tắm kìa đấy. Thì anh em bọn tôi là ngồi đây là đấy. Các em ngồi đây là bây giờ là vừa bia bây giờ đến đàn. Rồi, cảm ơn mấy em cho anh cảm giác tuyệt vời. Đấy, các em hát. À bây giờ nhá. Bọn em hát một bài nào đấy đi để anh quay một đoạn. Đấy. Nhá. Hai em ở đây là hát cực kỳ hay luôn. Tôi muốn quên đi tháng mới này, cha đi lượm từng bò rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần. Cho con một bữa cơm nhiều. Cao quá đúng không? Chờ... Không, bài bây giờ mà hát bài bọn em cảm tưởng thích nhất đi. Ok. Nhá. Tôi muốn quên đi. Bài đấy cao quá hề. Tháng với ngày okay, cha đi nữa. Đang thở anh đấy. Ok. Em cùng là để em đánh rơi nụ cười của anh.
anh. Một người hắn mãi những điều mong mai, lang thang tìm niềm vui đã lỡ, chẳng buông ra lòng quên hết những chờ vơ. Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bức thư. Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim trôi từ. Chỉ tiếc rằng em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió, lại chiếu lại tim ta những vết hằn. Tiếng yêu này mong mãi, giờ tan vỡ thôi cũng đầy. Xem riêng những ngày tháng hợp nhiên, trả lên cho em. Sai bước bên đời thanh thản, chỉ cần một điều em hãy nhớ, có một người từng yêu em tha thiết vô bờ. Những cánh hoa phai tàn tàn nhanh, em có bay xa, có đi xa mãi, tan từ đời vì tàn. Cho bao nhiêu ngu ngơ vu vơ một lá văn thân nhẹ nhàng, rồi một thu không còn yêu anh nữa. Hey, hey, hey. Đã từ rất lâu rồi trong anh định nghĩa hai tiếng yêu thương, anh không thể trao cho ai kể từ khi anh có em. Một thu đó anh có em. Vậy tại sao giờ hơn một năm trôi qua người đã khác xa thật nhiều, anh nghe tiếng lá rơi không còn em. Tại mưa thu đến anh không còn em nữa. Hello. Nhớ đăng ký kênh nha mọi người. Like, share và subscribe nha mọi người. Like, share, subscribe kênh của anh. Nhớ cảm cho mọi người. Ê, đi đường đi chưa? Chưa, mới phải bay. Tao là cái miếng của tao mà. Tao bỏ hành với tao.
Thì bị tao cái bàn cho mấy bạn cho mày quá em không hiểu. Ở A Lưới Huế thì mấy hôm nay tôi ở đây. Ở đây là nhà của em Xíu. Em Xíu là em. Đây căn phòng mấy hôm nay tôi ở A Lưới, tôi ở đây đây. Phòng này đây. Thì hôm nay ngày mai tôi sẽ đi. Hôm nay là cái buổi chia tay với cả gia đình này. Thôi rọt hết đi anh. Chào nha nha. Lấy xe subscribe và anh đi khải áp nhá. Nếu mọi người có yêu thích cuộc phiêu lưu này thì có thể bỏ ra 3 giây để đăng ký theo dõi chuyến đi này của mình. Rồi, cảm ơn.